Chào các bác nhé, hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video là theo một số yêu cầu của các bác là làm một cái video hướng dẫn cách lắp đặt các bác nhé, hướng dẫn cách lắp đặt và sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời 400W. Đấy, còn có thể một số đơn vị gọi là đèn bàn chải năng lượng mặt trời 400W. Đây, bây giờ thì em xin giới thiệu qua một chút về cái đèn này. Thứ nhất là về tấm pin các bác nhé. Đây, đây là tấm pin này. Tấm pin này nó có tác dụng là thu năng lượng các bác nhé. Ánh nắng mặt trời chiếu vào đây thì sinh ra dòng điện. Đây, sinh dòng điện sẽ được này vào đèn. Đấy các bác nhé. Thì tấm pin này với cái đèn 400W này, kích thước này, nó là tấm pin là 70 các bác nhé. Ngang là 70 này, còn rộng là dài 70 và rộng của nó là 35 nhé. Tức là tấm pin này là công suất của nó là 35W. Đấy, kích thước là 35 x 70. Đấy, cái thứ hai là đây là cái đèn luôn nhé, đèn led này, đèn năng lượng mặt trời này. Đây, trong đèn này có pin lưu trữ rồi. Đấy, có pin lưu trữ trong này thì trong này hiện tại bây giờ là có pin lưu trữ thì có là 7 cell các bác nhé. 7 cell là 42mA, 42.000mA. Đấy là hai cái thiết bị chính nhé. Còn thiết bị tiếp theo là điều khiển các bác nhé. Điều khiển này. Và đấy, vào các phụ kiện thì gồm có thứ nhất là chân đèn. Đấy, chân đèn các bác nhé. Chân đèn này thì có thể các bác bắn vào tường. Các bác có thể bắn vào tường hoặc là các bác gắn vào cột. Đấy, hoặc là có một số cái khách hàng thì người ta uốn cái cột người ta cắm sẵn trực tiếp vào đây nên là chân hay này bỏ. Nhưng mà đấy, em giới thiệu là hiện tại giới thiệu một cái cách lắp đặt là gắn vào tường hoặc là mình hàn hoặc là bắt vào cột. Thiết bị thứ hai nữa là thanh ngang. Đấy, cái thanh này thì em giới thiệu thanh ngang nhé. Đấy, cái thiết bị thứ ba cái phụ kiện đó là cái thanh chữ U này các bác này. Đấy, và phụ kiện ốc vít các thứ nhé. Đấy, bây giờ em hướng dẫn chi tiết các bác lắp đặt. Đấy, xong là sử dụng tiếp theo này, gọn cái đèn ra đây đưa vào. Đấy, đầu tiên là lắp đặt, đầu việc đầu tiên đó là các bác lắp đặt cái thanh ngang đó. Lắp đặt cái thanh ngang đấy vào cái tấm pin chi tiết luôn các bác. Đây là phụ kiện này. Đây là vừa quang nhé. Đấy, thì các bác bắt đầu tiến hành lắp thôi. Lắp này thì nó cũng là cẩn thận, nó cũng là chi tiết một phút thì nó chắc chắn. Đấy, thì ở trên tấm pin này sẽ có 4 cái vị trí để bắt ốc các bác nhé. Có 4 vị trí để bắt ốc này. Đấy, 4 vị trí bắt ốc này. Bắt cho chặt chẽ, chặt phải. Càng chặt càng tốt. Đấy, càng chặt thì nó càng chắc chắn. Tránh trường hợp mưa gió nên các bác bắt vào nó lỏng. Lỏng các thứ thì mưa gió nó sẽ bị rơi ra thì coi như là vứt đi thôi. Rơi xuống là vỡ các bác nhé. Tính được lực thôi nhưng mà rơi nó tán góc xuống là nó vỡ nát rồi. Nó vụn luôn. Đấy, ở đây có 4 vị trí bắt ốc nhưng mà thôi đêm làm nhanh thì bắt hai cái rồi, hai cái hai góc thôi. Rồi các bác về là bắt 4 cái đủ rồi các bác nhé. Rồi chắc chắn. Đấy, quay tấm pin bắt xong. Tiếp theo em là bắt cái thanh chữ U. Vào đây. Đấy. Đấy. Anh chữ U này, các bác này, đây có hai cái lỗ nhá, các bác bắt vào đây nhá. Còn tất nhiên là cái này có thể điều chỉnh được. Tại vì một số vị trí được lắp thì có thể nó hơi quay một chút này. Đấy, các bác điều chỉnh làm sao cho hợp lý. Đây thì có hai con ốc to đây các bác này. Đấy, hai ốc to thì các bác bắt vào đây thôi. Đấy. Nói chung là cũng lắp đặt thì nó khá dễ dàng. Không có vấn đề gì cả. Theo trình tự là thì nó tại vì một số các bác là cũng chưa sử dụng bao giờ nên là hơi khó khăn trong một việc lắp đặt một chút. Chắc chắn rồi.
con rác bạn lên bạn cái chân này cho to vào đây đâu okay. Nhé đấy. Tùy các bác nhé, các bạn có thể nó phụ thuộc vào tùy góc. Nhưng các bác đặt cái này chéo hay là tùy, cái này có thể xoay được, có thể xoay nghiêng được các bác nhé. Lấy cà lê một mét cho chắc chắn này, đây thì mất thì cái thứ hai nữa là em sẽ lắp cái tấm bịt vào đây. Này các bác nhìn này. Đấy, các bác khớp vào đây luôn này. Đấy. Đấy. Nhé. Đấy, thì em sẽ lắp luôn. Đặt cho nó dễ. Đấy, thì đây là nó có vị trí bắt ốc này. Các bác nói chung này. Có bác thì bắt chết vào luôn, có bác thì các bác bắt không bắt chết các bác nha. Còn bên trên thì các bác điều chỉnh cái góc quay, điều chỉnh góc quay của tấm bi. Xong bắt đầu lên khi vị trí mình định vị được cái vị trí chắc chắn rồi thì lên mình kết xong. Đây thôi em cứ bắt vậy cho nó chắc chắn. Coi như là tấm pin các bác đã lắp xong vào trong cái thanh ngang của chữ U và lắp đặt định vị với cái chân này, các bác nhìn này. Đấy, cái định vị này xong cái chân các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em bắt đầu tiến hành lắp cái đèn vào. Đấy, em lắp lên, bắt đầu dễ. Lắp trong nhà, dưới một chút. Các bác nhé, đây là cái dây bắt buồn vào cái đuôi này nhé. Xếp chặt này. Các bác dùng cái lục giác các bác nhé. Các bác xếp chặt. Cái vị trí này các bác tất nhiên là cũng không cần thiết chặt quá đôi khi là nó vành vặn quá tay nó chết riêng vỡ riêng nên là nó cũng lại phải thay cái ốc khác. Các bác căng tay một chút rồi. Căng tay mình điều chỉnh sao cho nó chắc chắn. Như vị trí của cái định vị mình lắp đặt xong thì ở đây mình có thể có dự phòng nó có tốc mình có mắc thì tiếp chặt các bác sẽ ấy nhé lắp thêm vào thành chắc chắn bây giờ bắt tạm cái thôi đấy nha đây các bác này đây các bác dây này các bác cắm vào đây các bác nhé các bác nhìn này đấy, hiện tại bây giờ thì nó chưa kết nối nhé nó chưa kết nối giữa tấm pin tức là tấm pin giữa tấm pin và đèn thì nó chưa kết nối với nhau. Đấy, thì hiện tại là mấy cái đèn báo pin thì nó không sáng luôn nhé. Đấy, thì để em kết nối. Đấy. Đây thì nó có về cơ bản là cái đèn nó sẽ có cái khớp sẵn đấy rồi. Các bác cắm nó vào. Tất nhiên sẽ có một số cái trường hợp đặc biệt là có thể là do nhà máy người ta làm nhầm, tức là làm nhầm hai cái rắc này các bác nhé. Nên là khi mà cắm đầu xuôi, để cắm xuôi phải rất là phải. Ok.
Đấy. Khi các bác cắm vào mà không thấy đèn nó báo này. Đấy. Đây là báo nạp rồi nhé, đây là báo nạp thì ok. Đấy, trong trường hợp một số nó không báo nạp. Đấy, các bạn lại dùng đây. Đó, giờ nó cắm ngược lại. Nó cắm ngược lại, nó hơi khó cắm một chút nhưng mà cắm vẫn vậy. Đấy thì nói chung là các bác về đấy cơ bản nó đơn giản thôi. Bác kiểm tra. Đấy, hiện tại đây. Hiện tại giờ em đã lắp đặt xong. Đấy, thực sự cái thời gian nó lắp đặt thì nó chỉ mất khoảng tầm 5 7 phút, 10 phút thôi. Thấy không nhá? Đấy, khi lắp đặt xong bác nhìn này. Đấy nhá. Đấy thì còn lại là khi mà lắp đặt xong này rồi, này các bác có thể là bác lắp lên tường. Đấy, lắp lên tường. Đấy. Hoặc là có thể các bác lắp lên các cột nhé, lắp lên các cột. Đấy, cái đấy tùy theo cái từng thiết kế chi tiết và nhu cầu sử dụng của bác. Đấy. Đây thì khi mà em thấy em định vị rồi thì em lắp thêm cái ốc ở trong cắm. Thì khi mình lắp cái ốc thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút thì nó không được chắc. Rồi, xong rồi hướng dẫn các bác cách sử dụng. Sử dụng chi tiết các bạn nhé. Này thì bây giờ bớt hai lỗ hoàn toàn chắc chắn. Còn bốn bù hố con ốc cái này cực kỳ chắc chắn các bạn nhé. An tâm. Bù ốc trên, bù ốc thanh ngang này, bù ốc này, bù ốc thanh ngang thì là ok. Chết luôn. Đang nghe. Đấy. Nó có điều chỉnh để tùy nhiều góc nhưng mà đấy. Chết luôn. Này em hơi nhầm một cái thôi. Tạm thời thế đã. Bạn ngoài nó vẫn chưa xiết đâu. Xong nha. Đây. Đây này, đấy. Xong nhá. Đấy còn tất nhiên là những cái này, những vị trí này này. Đấy nó xoay này, các bác có thể điều chỉnh được nhá. Khi các bác điều chỉnh các góc rồi thì các bác vặn chết hai góc này. Đấy thì là định vị là xong. Đấy thì hiện tại để em tạm thời như này. Chờ một chút nữa. Thấy cả lê đây, tạm một chút. Mấy bạn mày cả lê bỏ hết chắc các bác nhé. Đấy, thì hiện tại là em đã xong, đã lắp xong một cái đèn. Cũng khá đơn giản rồi các bác nhé. Đấy, lắp đặt xong một cái đèn như này. Đấy thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách sử dụng cho các bác, cách chi tiết sử dụng cho các bác nhé. Đây, đây các bác nhìn độ sáng nó này. Đấy, để nói ví dụ các bác nhé. Đây này, thì hiện tại bây giờ đấy mình em này, đây là đèn đang báo nạp các bác này. Đấy, khi các bác lắp vào nhé, nó phải có cái đèn báo nạp nó sáng. Có thể có những cái loại nó nhấp nháy, đấy, tức đến nháy chạy này theo pin, nhưng mà có những cái lô hàng của nhà máy nó sản xuất là nó sẽ sáng từng mức, nó không nhấp nháy, cái đấy không quan trọng lắm. Cơ bản nhất là phải sáng, cái đèn này phải sáng nhé. Thì em đây ví dụ các bác này, đấy nó sáng này, đấy các bạn sáng nhá, nó thấy chưa, đèn 400W này cực kỳ sáng luôn. Đấy, đây là điều chỉnh, các bác điều chỉnh bằng điều khiển nhá, bật tắt này. Đây này, bật này, tắt này, đấy auto nhá, đây là chế độ auto các bác nhá. Thì đấy các bác bấm auto này, đấy giả sử để auto nhá, đấy về chế độ auto rồi. Auto là gì? Tức là ban ngày thì đèn nó sẽ tự nó tắt. Đấy, và buổi tối tự sáng. Để em nói ví dụ nhé, cái tấm pin bây giờ em sẽ để che tấm pin đi. Em sẽ che tấm pin đi. Đây, nói ví dụ em lấy một miếng bìa em che đi. Đấy nha. Đấy, coi như đây là ban ngày. Đây là đây là đang ban ngày nó tự tắt này. Để em che tấm pin này. Tuy nhiên phải che kín các bác. Đấy. Thì buổi tối này, đấy coi là buổi tối này thì không có ánh nắng chiếu vào tấm pin nữa. Thì đèn nó sẽ tự tắt các bác nhé. Đấy, ban ngày này. Đấy, đèn tự tắt này. Buổi tối này. Này các bác để một lúc. Này các bác thấy chưa? Đấy, nó cực kỳ sáng. Đấy nhá.
đấy, còn một số cái chức năng khác của cái này, cái đây em bịt vào em điều khiển cho các bác. Điều khiển luôn. Đấy một số cái chức năng khác của cái đèn nhé. Đây ví dụ như là đây tắt này. Bật lên này, đấy, điều khiển nhé. Đây nha, một số chức năng khác của cái đèn nhé. Các bác giả sử các bác muốn sáng cao nhất này, 100% các bác bấm trên này, mặt trời các bác này. Đó, thì nó sáng ở chế độ sáng nhất. Đấy, các bác giảm nếu muốn tiết kiệm điện giảm lên, không cần sáng lắm thì các bác ở đây nó có cái nút nửa mặt trời này, các bác bấm vào đây, đấy thì cái độ sáng nó sẽ giảm xuống này, đấy, các bác nhé. Đấy còn ngoài ra thì một số cái phím khác, ví dụ đây là con phím sẽ giảm ánh sáng giảm đều, đấy, nó sẽ giảm xuống đều, còn cái đây là sáng nó tăng lên, đấy, nó tăng lên, tăng đều các bác nhé. Đấy còn một số cái phím nữa này, giới thiệu xuống một số phím nữa này, thứ nhất là cái phím đây nhá, phím 3 giờ này, tức là mình hẹn chế độ 3 giờ, tức là cứ sau 3 giờ các bác nhé. Đấy, cứ sau 3 giờ thì đèn nó sẽ sáng được 3 tiếng nó tự tắt này, sáng 5 tiếng nó tự tắt này. Đấy và sáng 8 tiếng nó tự tắt các bác nhé. Đấy. Còn trên này có nút đỏ là mình hủy tất cả, tức là reset lại cái điều hệ thống điều khiển, tức là hủy cái cài đặt, ví dụ mình hẹn giờ hẹn giấc này có hủy đặt về chế độ mặc định ban đầu. Đấy. Đúng rồi. Thì là về cơ bản cách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng của cái đèn năng lượng mặt trời này thì nó cũng khá đơn giản các bác nhé. Nó khá đơn giản thôi, không có đề gì. Còn em giới thiệu sơ bộ qua một chút nữa về cái sản phẩm đèn mặt trời 4 chóp bên em này. Thứ nhất là tấm pin của đèn là 35W các bác nhé. 35W là có kích thước là 35x70. Đấy. 35 cm đến 70 cm. Cái thứ hai là cái đèn. Đấy, đèn thì có hiện có 7 cell pin các bác nhé. 7 cell pin là với dung tích chứa là 42.000 mAh. Đấy, công suất này 267 là công suất là 400. Đây mà các thiết bị phụ kiện kèm theo. Đấy các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em xin phép là em sẽ test. Em test cái độ sáng ngoài trời tối của cái đèn này các bác nhé. Các bác chờ em một chút để em sẽ test ngoài trời. Đấy. Đây vâng nhá, em test độ sáng cho các bác của cái đèn bàn chải này, đèn đường năng lượng mặt trời 400W này. Này các bác thấy chưa? Cực kỳ sáng. Em chiếu xuống, úp xuống. Úp xuống. Đi vào. Đấy, vâng này. Này các bác nhá. Hồng đi, em đi góc kia. Góc xuống. Đấy các bác nhá. Cực kỳ sáng luôn. Em úp xuống để đừng nó chói vào đây. Đấy, các bác này, đấy, độ sáng này. Đấy, hiện tại có một số bóng cao áp của đèn đường các bác nhé, nhưng mà cái đèn này các bác nhìn này, còn sáng hơn bóng cao áp này. Đấy, các bác này, đấy, độ sáng thì các bác an tâm nhé, độ sáng thì các bác cực kỳ an tâm nhé. Đấy, em xoay góc này, được chưa? Về độ sáng các bác nhìn này. Sáng hơn đèn cao áp đèn đường các bác nhé. Bây giờ ok, Hồng đi sang góc này để so với một số cái ánh sáng ngoài này. Đấy. Rồi em cứ đi trước đi, tìm chỗ nào nó tối được không nhỉ, nó mới thấy rõ được. Đấy các bác nhé. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Ok, đây làm thử ngoài giờ nó có đèn cao áp các bác này. Sáng hơn đèn cao áp đường các bác nhé. Đây là đường tối mò này, đây đèn cực sáng luôn này. Để tiếp tục nhé, em sẽ test trong nhà các bác nhé. Rồi em quay đi vào sâu trong một chút nữa, đi được không? Đây em test luôn, bật này các bác này, cực kỳ sáng luôn này. Đây chưa, em sang ngưỡng dưới này các bác này. Đèn năng lượng mặt trời bàn chải 400W này, cực kỳ sáng. Đây các bác nhé, đây em quay góc này. Đây các bác này. Đây các bác nhé, cực kỳ sáng nên nói chung là về độ sáng các bác an tâm. Đến đây ngoài trời thì nhìn thì nó không rõ được. Đấy, em úp sâu xuống nữa, úp sâu nữa này. Đấy, ngoài trời thì các bác không rõ được này, các bác nhìn trong nhà này. Đấy, cực kỳ sáng luôn này.
Đây các bạn em tắt đi này. Tắt đi bật lại này. Thấy rõ như các bạn nhé. Đây, tối mò nhé. Đây, bật này. Đây các bác chưa? Sáng trắng luôn. Đây, nói chung về độ sáng, đèn năng lượng mặt trời bàn chải 400W thì các bác an tâm. Cực kỳ thích hợp cho sử dụng ngoài trời các bác nhé. Sân vườn này. Hoặc là các bác sân vườn là đèn đường. Đấy nhé. Đấy, về an tâm về độ sáng. Rồi thì video ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Và các bác có nhu cầu thì ủng hộ sản phẩm đèn năng lượng mặt trời bàn chải bên em, thì em link mua sản phẩm em sẽ để ở phần mô tả video. Chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Okay.